người anh nuôi bốn cô em gái bồi dưỡng thành tỷ phú nữ thần quốc dân. Tôi sống trong tầng hầm tối tăm, ăn thức ăn quá hạn sử dụng, thậm chí bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nhưng các em gái lại không muốn trả một xu để cứu tôi, bởi vì trong mắt họ, tôi là đồ cặn bã, là một tên biến thái giết cha nuôi mẹ nuôi. Sự tồn tại của tôi, đó là bóng hình tuổi thơ còn sót lại của họ, nhưng chỉ có tôi biết, đôi vợ chồng này ở trước mặt người ngoài tao nhã lịch sự, sau lưng lại là ác ma biến thái. Tôi đã bảo vệ bốn cô em gái chịu đựng sự tra tấn của họ, có lẽ ông trời đã mở mắt. Một tai nạn xe hơi đã kết thúc cuộc đời của hai con quỷ. Nhưng nó lại rất lớn, nợ nần và vô số rắc rối. Không để bốn chị em bị đói, tôi tìm mọi cách để kiếm tiền. Nhưng tôi thường xuyên ngất xỉu trên đường vì quá đói. Nhưng dù tôi trả giá thế nào, trong mắt họ, tôi là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Để xét xử tội ác của tôi, họ dùng công nghệ cao để ghi lại ký ức tuổi thơ của tôi. Để phơi bày tất cả tội lỗi của tôi trước thế giới. Với thiết bị kết nối với bộ não của bốn cô em gái. Hình ảnh trên màn hình khổng lồ từ từ hiện ra. Đập vào mắt là một hình ảnh ấm áp, bé gái 5 tuổi nở nụ cười rạng rỡ, và đàn ông có vẻ rất tử tế, tiểu Vận Thi không ngoan sẽ bị đánh đòn. Bé gái cười khúc khích, trên mặt không có sợ hãi, chỉ có ngây thơ chất phác. Nhìn vào bức tranh ấm áp này, Vận Thi cũng không khỏi lộ ra nụ cười ấm áp. Nhưng rất nhanh nụ cười kia liền biến thành phẫn nộ, bởi vì tất cả những điều này, tất cả đã bị phá hủy bởi người đó. Hình ảnh tiếp tục, sau khi bố bắt được Vận Thi, trên mặt lộ ra một tia cười âm hiểm không bị phát hiện bàn tay dơ bẩn của hắn chuẩn bị đáp xuống mông vận thi tôi lao ra và đánh gục cả hai bố bố chơi với con đi đừng chơi với em gái nữa tôi có rất nhiều thứ thú vị ở đây dưới sự thuyết phục không ngừng của cậu bé bố cuối cùng vẫn buông tiểu vận thi xuống đi theo anh trai vào nhà trong sân vốn còn tràn ngập tiếng cười trẻ con một chút liền yên lặng diệp vận thi kéo quần áo đỏ mắt lần nào cũng vậy bố luôn chơi với anh trai vận thi ủy khuất rơi nước mắt Diệp Vận Thi bên ngoài nắm chặt nắm đấm, trong lòng càng thêm chán ghét người đàn ông này. Bởi vì cô ấy nhớ rất rõ, đây là lần cuối cùng cô gặp cha mình. Tất cả sự ấm áp của tuổi thơ cô cũng kết thúc vào ngày này. Những ngày sau đó đều là mùa đông giá rét. Khi màn hình tiếp tục, hai người đi tới nhà kho, khoảnh khắc cánh cửa sắt bị khóa, người đàn ông vừa rồi còn nho nhã hiền lành kia, khoảnh khắc hóa thân thành một con thú, tất cả các loại bẩn thỉu cùng với roi da quất vào người cậu bé. Vị trí của anh ta thật trùng hợp tất cả đều nằm ngoài tầm nhìn và tôi cắn chặt răng không để cho mình phát ra một chút âm thanh trong con người đen nhánh tràn đầy kiên nghị rõ ràng chỉ là một thiếu niên nhưng lại có ý chí sắt đá lúc này diệp vận thi nhìn ngây người chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy đây còn là người cha dịu dàng của mình sao không biết qua bao lâu cuối cùng ba diệp cũng dừng tay tôi bị thương nhưng lại rất bình tĩnh dường như tất cả những gì vừa trải qua đều không liên quan đến tôi ông đã hài lòng chưa nếu đánh đủ đừng làm gì em gái tôi nữa ba diệp phát ra tiếng cười âm hiểm cậu thật là thú vị tôi đánh con gái thì liên quan gì đến ngươi ngươi thật sự coi mình là anh trai bọn họ sao ông có thể không coi họ là con gái ông nhưng tôi nhận ra họ là em gái tôi nếu ông không hết giận ông có thể tiếp tục ba diệp xoay người lộ ra một nụ cười tà ác anh nghĩ anh có thể bảo vệ họ miễn là tôi muốn họ sẽ là con mồi của tôi bất cứ lúc nào khi cánh cửa sắt nặng nề đóng lại trong phòng lại trở về yên tĩnh tôi nằm trên mặt đất rất lâu mới đứng dậy trong căn phòng tối tăm nhưng ánh mắt tôi lại sáng ngời như sao như đang nói chuyện với chính mình hoặc đang tuyên thệ chỉ cần có một ngày tôi ở đây ông sẽ không bao giờ làm gì em gái tôi bóng dáng nhỏ bé trông vô cùng cô đơn trong bóng tối nhưng lại rất kiên cường tôi phải tìm cách bảo vệ em gái mình bốn cô em gái nhìn hình ảnh trên màn hình cảm giác như thế giới đang sụp đổ diệp phận thi lại càng rơi lệ như mưa không thể nào bố mẹ không thể đánh chúng ta được nhất định là mình đã làm sai điều gì đó và làm sao tên cặn bã này có thể muốn bảo vệ chúng ta? Em gái thứ ba Diệp Vận Tiên nhíu mày nhanh chóng tự hỏi. Sau đó sắc mặt thay đổi, anh ấy vừa nói nhất định phải tìm cách để bố không làm hại chúng ta nữa. Chẳng lẽ vì bố đánh chúng ta, tên cặn bã này có hận thù? Vì vậy, vụ tai nạn đã được lên kế hoạch. Quan điểm này được chia sẻ bởi vô số người hâm mộ cho liếm. Lời khen ngợi liên tục, nữ thần suy luận thật tuyệt vời. Hình ảnh tiếp tục phát, 4 tiếng sau, một tin buồn từ đầu dây bên kia truyền đến. Ba Diệp tôi lái xe mất kiểm soát đâm vào hàng rào cầu, rơi xuống biển. Sau khi nhận điện thoại xong, tôi đưa các em gái đến phòng mổ. Thời gian dường như dừng lại, trở nên vô cùng dài dằng dặc. Cuối cùng cũng mua được cửa phòng phẫu thuật. Tôi đứng dậy và đến gặp bác sĩ. Bác sĩ sừng sốt khi nhìn thấy một đám đứa nhỏ như vậy. Sao chỉ có các bạn? Còn người lớn ở đâu? Tôi mím môi nói, nhà tôi không còn người lớn nữa. Cũng không có họ hàng nào khác. Bác sĩ bất đắc dĩ đưa người lớn tuổi nhất vào phòng. Ngoài anh ta, còn có một số sĩ quan cảnh sát trong văn phòng bác sĩ hít một hơi thật sâu bố mẹ cậu chết vì không cứu được lúc này sắc mặt của tôi vô cùng bình tĩnh cảnh sát ngạc nhiên nhìn tôi vì thế mở miệng nói cha tôi say rượu và lái xe chạy quá tốc độ dưới thao tác không đúng đâm vào cầu rồi rơi xuống biển đừng nói thẳng với bọn trẻ nữ cảnh sát bên cạnh có chút không đành lòng không sao đâu chú cảnh sát cháu hiểu mà nhưng em gái tôi vẫn còn trẻ con tôi sợ họ sẽ gặp ác mộng chú có thể nói với họ không? Bố mẹ đã biến thành những vì sao bay lên bầu trời. Họ luôn theo dõi và bảo vệ chúng ta. Vậy là đủ rồi. Khán giả bên ngoài đều im lặng. Diệp Vận Sư không thể tin vào tay mình. Theo ký ức từng màn hình vụt qua, mỗi khi em gái gặp nguy hiểm, anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc. Cùng lúc đó, chị em mình cũng được tặng những câu chuyện cổ tích rất đẹp. Nhưng bốn người mình vẫn coi hắn là người trơn. Là kẻ giết cha mẹ nuôi của mình. Sau khi biết cha mẹ nuôi chết vì say rượu, Diệp Vận Thi vẫn khó có thể tin được bởi vì những năm qua anh trai tôi đã làm quá nhiều chuyện xấu ngay sau cái chết của cha mẹ một cặp vợ chồng tìm đến cửa người đàn ông tự nhận mình là em họ của cha trước đây sống ở nước ngoài tin tức về cái chết của cha tôi liền vội vã trở về lúc này tôi đang rất cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt mình chú nói chú là em họ của bố mẹ tôi các người có bằng chứng gì người đàn ông nhìn cậu bé với ánh mắt ngưỡng mộ tuổi còn nhỏ đã có phần cảnh giác này đúng là hiếm thấy dứt lời hắn liền lấy ra một tấm ảnh đưa tới Diệp thúc đầu tiếp nhận ảnh chụp, đai bác nhì khuôn mặt quen thuộc trong ảnh. Đúng là bố, chú đúng là em họ của bố. Người đàn ông gật đầu với một nụ cười. Lần này trở về chính là vì đón các cháu về nhà. Anh họ mất rồi, các cậu còn quá nhỏ, tôi rất lo lắng cho cuộc sống sau này của các cháu. Người phụ nữ phía sau hắn cũng đồng thời tiến lên, lấy ra các loại đồ ăn vặt và đồ chơi. Bố mẹ mất rồi, mấy ngày nay chắc các cháu vất vả lắm nhỉ? Diệp vận thi cảm nhận được sự ấm áp của phụ nữ, nước mắt chảy ra từ đôi mắt diệp phận thi vừa mới chuẩn bị nhận lấy đồ ăn vật của người phụ nữ đưa tới nhưng tay chưa chạm vào đã bị tôi chặn lại anh làm gì vậy diệp phận thi tức giận nhìn tôi tôi cười khẩy bây giờ các người không xứng đáng nhận những thứ này tất cả là của tôi sau khi tôi ôm tất cả vào lòng mình nhìn chằm chằm vào cặp đôi các người còn gì không nếu có thì cứ giao hết cho tôi người phụ nữ nóng này sao con có thể như vậy người đàn ông nhanh chóng giữ chặt vợ quên đi nó chỉ là một đứa trẻ hôm nay trời nóng quá chúng ta vào nhà nói chuyện được không? Vận thi cũng cảm thấy như vậy không quá lễ phép. Vừa nói, tôi vừa bước sang một bên để họ vào. Hai vợ chồng sắp đi vào, tôi đã kéo ba chị em vào nhà. Khi vợ chồng chưa kịp phản ứng, nhanh chóng khóa cửa lại. Diệp Vận Thi trở tay không kịp, tức giận nhìn tôi. Anh làm gì? Sao phải nhốt chú gì ở ngoài? Tôi lạnh lùng. Nếu ai dám mở cánh cửa này, ta sẽ làm điều đó với em gái các ngươi. Nhìn Diệp Vận Tiên vẫn còn là em bé. Ba cô gái không dám động đậy nữa. Lúc này, hai vợ chồng ở ngoài gõ cửa, tôi bước nhanh vào bếp lấy ra một con dao. Trong ánh mắt sợ hãi của họ, tôi đã mở cửa bằng một con dao, ánh mắt hung ác như một con dã thú khát máu. Một mình đứng ngoài cửa ngăn hai vợ chồng, lúc này hiện trường phim tài liệu một trận náo động. Bốn cô em gái nhớ lại đến đây vô cùng phẫn nộ. Tên cận bã này tuổi còn nhỏ như vậy, có thể làm những việc như rút dao. Quả nhiên trong lòng chính là một kẻ tà ác, người hâm mộ tại hiện trường cũng khen ngợi. Diệp Vân mới 8 tuổi đã cầm dao đe dọa người khác sinh ra đã là một nhân cách phản xã hội trong tầng hầm tối tăm và ẩm ướt tôi không quan tâm đến những lời lăng mạ của vô số người tôi nhớ rất rõ mà sự tham lam và dục vọng ẩn sâu trong đôi mắt của hai người đó cặp đôi này không phải họ hàng hồi ức hình ảnh tiếp tục lúc này tôi chỉ là một học sinh tiểu học nhưng ánh mắt sắc bén giống như một con sói đơn độc trên thảo nguyên hai cặp vợ chồng bị đe dọa bởi hào quang của tôi sau một hồi do dự cuối cùng lựa chọn rời đi thấy bóng dáng họ rời đi tôi nhanh chóng trở về phòng và gọi cảnh sát vừa rồi có hai kẻ buôn người mạo danh họ hàng của chúng tôi. Tôi đã nhận đồ ăn nhẹ và những món quà đã được trao cho chúng tôi. Có thể dùng làm bằng chứng, bây giờ hai người bọn họ vừa mới rời đi. Người đàn ông có nốt ruồi trên má phải, người phụ nữ mặc váy vàng. Theo mô tả chi tiết của tôi, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ hai kẻ buôn người này. Khán giả tại hiện trường dường như chết lặng, tất cả những lời chửi rủa ban nãy đều biến mất. Không ngờ cái tắt lại đến nhanh như vậy Diệp Vận Thi trầm mặc thật lâu lẩm bẩm. Nếu anh trai biết họ là bọn buôn người, Sao lúc đó không nói cho chúng tôi biết? Lúc này Diệp Vân Thành đang xem phát sóng trực tiếp, đang ôm bụng khó chịu, cơn đau dạ dày dường như quá sức chịu đựng. Lúc đó tôi không muốn tuổi thơ của các em gái mình tràn ngập sự toan tính, không muốn các các em gái biết thế giới này hiểm ác quá sớm. Anh ấy dùng thân thể gầy yếu của mình một mình đối mặt với Bão Tuyết, chỉ vì các em gái có thể từ từ lớn lên trong nhà kính, nhưng lúc này có người lại có cái nhìn khác. Nó chỉ là một đứa trẻ, thay vì cứu bốn chị em, không bằng nó là đang tự cứu mình nói cho cùng vẫn là vì chính hắn. Diệp Vận Thi rất nhanh nghĩ về nguyên nhân và kết quả của sự cố này, đồng ý với cách nói này, bởi vì tôi chỉ là một tên cặn bã, là một con quỷ đê tiện vô sỉ, tất cả những gì anh ấy đã làm đều là muốn một mình chiếm đoạt tài sản trong nhà. Diệp Vân Thành được nhận nuôi, không được thừa kế tài sản cha mẹ để lại, nên chỉ có thể lấy từ bốn chị em. Vận Thi nhớ rõ biệt thự lớn trong nhà và chiếc xe hơi trong gara, nhưng khi cô 7 tuổi, đột nhiên bị Diệp Vân Thành đuổi ra khỏi nhà, lúc này hồi ức hình ảnh tiếp tục. Tất cả khán giả đều tức giận khi họ nhìn thấy điều này. Trong một đêm mưa, tôi đuổi bốn chị em ra khỏi biệt thự. Một vài bóng dáng nhỏ bé đến trong một căn phòng tối hơn 30 mét vuông. Tường đầu gối đã cũ chóc ra, chiếc sofa rách nát không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Không có điều hòa không khí trong phòng nóng, chỉ có một cái cũ nát. Quạt treo đầy mạng nhện đen treo trên mái nhà. Diệp Vận Thi vừa sinh ra đã là tiểu công chúa quý giá. Nhìn thấy môi trường này lập tức nổ tung, nói gì cũng không muốn sống trong căn phòng bẩn thỉu này. Và tôi mở miệng dữ dội, tôi đã nói rồi, biệt thự đó là của tôi, các người không đủ tư cách sống ở đó. Và tôi đã bán nhà rồi, hoặc là sẽ sống tốt ở đây, hoặc là thu dọn đồ đạc và ra đường ăn xin. Cuối cùng bốn chị em cũng thỏa hiệp, bên ngoài phòng, nhìn phía sau họ, tôi thở dài thật sâu, rõ ràng chính tôi cũng mới 9 tuổi, nhưng một mình gánh vác quá nhiều, ánh mắt lộ ra mệt mỏi. Tôi nói với giọng nói mà tôi có thể nghe thấy, công ty phá sản, tiền bị đóng băng, không còn một xu nào nữa phải nhanh chóng kiếm tiền để các chị em không bị đói. Bốn người ngoài màn hình nghe được điều này, đều nhíu mày. Làm sao có thể phá sản, sao lại không có tiền? Không phải hắn đã lấy tiền bán biệt thự làm của riêng sao? Chính xác là từ ngày đó, Diệp Vận Thi âm thầm thề dưới đáy lòng, tương lai nhất định phải kiếm được rất nhiều tiền, để lấy lại tất cả những gì đã mất. Khoảnh khắc đó bắt đầu, những bông hoa trong nhà kính bắt đầu dũng cảm đối mặt với mùa đông lạnh giá. Khi ký ức dần được hé lộ, lúc 7 tuổi Diệp Vận Thi không biết phá sản là gì. Khi nào gia đình anh ta phá sản, lại đến hình ảnh hồi ức, một buổi sáng trước khi chuyển nhà, một số cảnh sát mặc đồng phục đang tìm đến. Tôi nghiêm túc mở cửa phòng, câu đầu tiên mở miệng chính là: "Các anh có thể nói nhỏ hơn được không? Chị em tôi vẫn đang ngủ." Mấy nhân viên chấp pháp ngây ngẩn cả người, họ đã điều tra tình hình nhà họ Diệp trước khi đến. Trong nhà chỉ còn lại vài đứa trẻ, lớn nhất là 9 tuổi. Đứa bé nhỏ nhất vẫn còn quấn tã, nghĩa là bây giờ chỉ có thể giao tiếp với đứa trẻ trước mặt. Có lẽ tôi biết mục đích của họ. Chú cảnh sát, các anh muốn đưa chúng tôi đến trại trẻ mồ côi à? Chúng tôi đến đây vì chuyện này, nhưng còn một điều nữa cháu phải biết. Cha mẹ nuôi của bạn đã từng sở hữu một lượng lớn tài sản bất hợp pháp, bây giờ đã bị điều tra, tài sản của họ sẽ bị đóng băng hoàn toàn. Bởi vì trường hợp của cháu đặc biệt hơn, chúng tôi sẽ đưa các cháu đến trại trẻ mồ côi. Em gái tôi và tôi không đến trại trẻ mồ côi. Nhân viên chấp pháp nhíu mày các cậu còn quá nhỏ. Tương lai sống như thế nào tôi có thể nuôi em gái tôi? Ánh mắt tôi kiên định để những gì họ muốn nói tiếp theo bị mắc kẹt trong cổ họng. Chú có thể hỏi tại sao các cháu cứ khang khang không đến trại trẻ mồ côi không? Tôi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói vài câu tôi không muốn các chị em cảm thấy họ là những đứa trẻ không ai muốn, tôi cũng sẽ không bao giờ để chị em mình xa nhau. Chú cảnh sát chú nghĩ ai đó nhận nuôi một đứa trẻ à? Có nên nhận nuôi bốn con cùng lúc? Cháu còn có một điều lo lắng nhất giấu ở đáy lòng. Cháu lo lắng về những cặp vợ chồng nhận nuôi em gái, có giống như cha nuôi của mình không? cũng là một tên biến thái với khuôn mặt con người và trái tim dã thú diệp vân thành nhìn thẳng vào nhân viên chấp pháp cháu có thể nuôi bốn đứa em gái xin hãy tin cháu nắng buổi sáng trên khuôn mặt cậu bé anh ấy đã thực hiện lời thề khó khăn nhất trong cuộc đời mình với sự xuất hiện liên tục của hình ảnh ký ức một vài em gái có một chút thay đổi trong ấn tượng của họ về tôi khán giả tại hiện trường cũng nhao nhao nghị luận tuổi còn nhỏ như vậy đã có nghị trí lực như vậy nếu là tương lai trưởng thành lên tất thành đại khí nhưng chị thứ ba diệp vận anh lại đưa ra nghi vấn luật pháp nước ta có quy định rõ ràng trong trường hợp của chúng ta. Mỗi tháng có một khoản trợ cấp, nhưng chúng ta không thể ăn đủ no. Những khoản trợ cấp này nhất định là bị hắn nuốt riêng. Khán giả tại hiện trường nghe vậy, lại một lần nữa sao động. Đến với hình ảnh ký ức Diệp Vận Thi đang một mình đi trong hẻm nhỏ âm u, tình cờ gặp được anh trai vừa từ tiệm nét đi ra. Tôi thấy sự xuất hiện của cô em gái, nổi cơn thịnh nộ. Làm gì ở đây? Mau cút về nhà đi. Diệp Vận Thi không chút nhượng bộ trừng mắt nhìn tôi. Vậy anh làm gì ở đây? Diệp Vân Thành nhìn tiệm nét phía sau. Cười lạnh một tiếng, tất nhiên là tôi ra ngoài chơi. Sao? Em cũng muốn vào chơi với anh à? Diệp Vận Thi nhìn sắc mặt của tôi. Vô cùng chán ghét trở về nhà sau khi về nhà. Diệp Vận Thi lục tung mới tìm được một túi bánh bích quy nhỏ. Cô chia gói bánh quy này thành ba phần đưa cho các em gái. Đi ra ngoài một mình ngồi dưới lầu đau đớn ôm bụng. Cô ấy đã không ăn trong ba ngày. Đúng lúc này một người đàn ông đi tới trước mặt cô. Em gái, em có đói không? Tôi có một viên đường ở đây xem tại đây khán giả tại hiện trường cuối cùng cũng xôi trào diệp vân thành tên này quá đáng rồi lại đem trợ cấp sinh hoạt của mấy đứa nhỏ đi quá nét nhất thời hiện trường một mảnh tiếng mắng chửi mà ánh mắt diệp vận thi lại dừng lại trên người người đàn ông kia đó là lúc tôi cần anh ấy nhất cho tôi một viên kẹo bay chính vì sự tồn tại của người đàn ông này tôi biết thế giới không phải ai cũng xấu xa như diệp vân thành mọi người đều không biết cô ấy đã tuyệt vọng như thế nào cha mẹ chết thảm bốn chị em từ thiên nga trắng biến thành vịt con xấu xí mà Diệp Vân Thành giống như người mẹ kế ác độc trong chuyện cổ tích. Lợi dụng từng giây từng phút, tâm hồn nhỏ yếu của Diệp Phận Thi không còn tin ai nữa. Ngay khi cô ấy sắp sụp đổ, chú này xuất hiện, khoảnh khắc này khiến cô tin tưởng lại một lần nữa. Thì ra trên thế giới này vẫn có người tốt. Cho dù cuối cùng mình bị Diệp Vân Thành đánh vào bệnh viện, trong lòng vẫn ôm hy vọng vì đó là ông chú. Đưa bản thân từ bóng tối đến ánh sáng, Diệp Phận Thi lộ ra một nụ cười. Tôi thực sự nhớ người chú này. Nếu như còn có thể gặp lại, Tôi muốn đích thân cảm ơn ông ấy. Lúc này Diệp Vận Thi tươi cười dịu dàng như vậy. Khán giả cũng đỏ mắt. Nữ thần quá tốt bụng. Lúc này trong quán mạt trược, một người đàn ông trung niên xem TV trong lòng khiếp sợ không thôi. Chính mình làm chuyện xấu cả đời, tự nhiên trở thành cứu rỗi trong lòng đại minh tinh. Cô ấy còn muốn báo đáp tôi. Thế là anh ta lấy điện thoại ra. Không thể chờ đợi được gọi điện thoại cho tổ chương trình. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Người đàn ông thể hiện bản thân. Và thông qua bức ảnh của chính mình năm đó, so sánh với hình ảnh hồi ức, tổ lập trình nhanh chóng xác định danh tính của anh ta. Kết nối điện thoại vào chương trình Diệp Vận Thi kích động không thôi. Lúc này muốn dùng hết khả năng của mình báo đáp ân tình của chú, đàn ông cũng bịa ra một câu chuyện mà không cần suy nghĩ. Vợ bị tai nạn xe hơn một năm qua, hiện tại hai chân tàn tật chỉ có thể quanh năm ốm đau ở trên giường. Tất cả số tiền kiếm được đều dùng để chữa bệnh cho vợ, bây giờ đã cùng đường rồi. Bé gái 7 tuổi không ăn cơm trong 3 năm. Nếu như bạn còn nhớ đến ân tình của viên kẹo lúc đó, hy vọng có thể đến giúp tôi. Diệp Vận Thi nghe được ân nhân năm đó trải qua thê thảm như thế, trong lòng bỗng cảm thấy ái nấy. Đừng lo, chuyện này cứ để tôi lo. Tôi nhất định sẽ làm cho cuộc sống của gia đình chú tốt lên. Tôi vẫn bình tĩnh xem truyền hình trực tiếp, tức giận ho khan. Người đàn ông này lại còn dám xuất hiện, lúc trước không bắt được ngươi coi như ngươi may mắn. Ngươi bây giờ còn muốn hại em gái ta, màn hình lớn tiếp tục phát. Tôi mặc quần áo mỏng manh đi vào tiệm nét. Nhìn xung quanh, tôi tập trung ánh mắt vào một vài cô gái. Bọn họ đang chơi xuyên qua hỏa tuyến, sau một thất bại khác, một trong những thiếu nữ tóc xoăn dài tức giận ném chuột. Diệp Vân Thành biết cơ hội của mình đã tới. "Chị, chị muốn trả thù không?" Cậu mới 9 tuổi, cho dù bình thường biểu hiện kiên cường hơn nữa, nhưng làm thế nào cũng không che giấu được sự mập mạp của em bé trên mặt. Thiếu nữ tóc xoăn nhịn không được véo mặt tôi một cái. "Anh bạn nhỏ ở đâu ra vậy? Bạn muốn chơi game nhưng không có tiền." Chị suy nghĩ một hồi, "Ván này cho cậu chơi. Dù sao thì tôi cũng chẳng mất gì." đối với các nàng trướng mắt. Tôi không phản đối, trực tiếp ngồi xuống ghế. Chưa đầy 5 phút đã hạ được vua súng. Thiếu nữ hưng phấn hôn một cái lên mặt, em trai, đánh tiếp đi. Diệp Vân Thành cự tuyệt dụ, thiết diện vô tư vươn tay phải phun ra ba chữ. Phải thêm tiền, khán giả lại bàn tán một, cho nên Diệp Vân Thành đi tiệm nét không phải chơi game. Mà là kiếm tiền, Diệp Vận Thi vẫn giữ bình tĩnh. Cho dù tên cặn bã này đến tiệm nét chỉ để kiếm tiền thì sao? Nó cũng không che giấu được sự thật là anh ta đã đưa tôi vào bệnh viện. Cuối cùng tôi có tiền thắng lợi trở về, vừa đến cửa nhà đã thấy một người đàn ông đứng trước mặt vận thi, trong tay còn cầm một viên kẹo mút. Niêm phong nhựa của cây kẹo đã được mở ra, trên đó còn có bột màu trắng khả nghi. Tôi không thể nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy về phía trước và nắm lấy nó, "Em không được ăn kẹo này." Người đàn ông nhìn tôi giận dữ và muốn nói điều gì đó. Tôi quay đầu nhìn anh ta với vẻ mặt hung ác, "Cút đi." Cái nhìn đó giống như một con thú đang bảo vệ thức ăn của nó. Làm người ta dùng mình chưa từng thấy đứa trẻ nào hung dữ như vậy. Miệng mắng chửi đĩnh đạc bỏ chạy. Tôi quay đầu nhìn Diệp Vận Thi, nhổ kẹo ra cho tôi. Nghe vậy Diệp Vận Thi ăn nhanh hơn. Tôi đã tát vào mặt cô ấy trong sợ hãi. Tôi muốn cô ấy nhổ kẹo ra khỏi miệng, nhưng đã quá muộn. Diệp Vận Thi đã nuốt vào một miếng lớn, chưa kịp mắng cô ấy. Diệp Vận Thi bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Không, điều đó hoàn toàn không đúng. Diệp Vận Thi kích động từ trên ghế sofa đứng dậy. Không thể tin được những gì đang diễn ra trên màn hình. Không thể nào. Chú ơi, chú nói cho cháu biết rốt cuộc có phải là thật không? Đàn ông thấy cảnh này, biết chuyện năm đó đã bại lộ, hắn vội cúp điện thoại, muốn chạy trốn, nhưng mà có người động tác nhanh hơn hắn, cảnh sát đột nhập, nhanh chóng bắt hắn về quy án. Giờ khắc này tín ngưỡng của Diệp Vận Thi hoàn toàn sụp đổ, mất can đảm để tiếp tục sống, Diệp Vận Thi gầm gừ trong phòng thu. Chú, chú nói đi, chắc chắn không có vấn đề gì với kẹo, phải không? Nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của cảnh sát, chúng tôi đã nhận được báo cáo. Giọng cảnh sát rất bình tĩnh. Người này quanh năm bạo hành gia đình, vợ anh ta bị tàn tật không phải vì tai nạn xe hơi, thay vào đó anh ta đánh gãy chân vợ và con gái ông ta bị đánh đập hàng ngày. Còn một chuyện nghiêm trọng hơn, người đàn ông này là một kẻ phạm tội nhiều lần khiến các cô gái trẻ ngất xỉu. Đã có báo cáo từ 15 năm trước, chỉ tiếc lúc đó không có chứng cứ, để cho hắn thoát tội trong nhiều năm như vậy. Bây giờ, cô Diệp Vận Thi, trí nhớ của cô là bằng chứng tốt nhất. Diệp Vận Thi cảm thấy tất cả thời thơ ấu đều tan vỡ hoàn toàn. Sao lại thế được? Sao có thể như vậy được? Diệp Vận Thi cả người run rẩy mà lạnh lẽo. Nếu hắn muốn làm tôi choáng váng. Vậy trong lúc mình bị Diệp Vân Thành đánh ngất xỉu, người luôn ở bên cạnh khích lệ và hy vọng cho tôi rốt cuộc là ai? Trong bệnh viện tràn ngập nước khử trùng cay nồng và đặc biệt, tôi đã vội vã đến phòng cấp cứu với Vận Thi trên lưng. Bác sĩ thấy thế vội vàng đặt tiểu Vận Thi lên giường bệnh kiểm tra. Tôi bất lực đứng chờ ngoài cửa phòng cấp cứu. Trong lòng chỉ có lo lắng bước đi, cửa phòng cấp cứu mở ra. Tôi căng thẳng hỏi thăm em gái sao rồi? Em gái tôi ổn chứ? Bác sĩ rất quen thuộc với tôi. Vụ tai nạn xe của bố mẹ tôi cũng là do anh ấy tham gia cứu hộ. Anh ấy biết tôi có sự trưởng thành mà những đứa trẻ khác không có. Và bác sĩ nói chuyện với tôi bằng giọng người lớn. Yên tâm đã thoát khỏi nguy hiểm, vẻ mặt bác sĩ rất nghiêm túc. "Nhưng em gái cháu đã ăn gì, cháu biết không?" Là một viên kẹo này, Diệp Vân Thành đem kẹo cướp được giao cho bác sĩ. "Có vấn đề gì với kẹo không?" Bác sĩ nhanh chóng lấy kẹo đi xét nghiệm kết quả nhanh chóng vì thế nhanh chóng báo cáo lúc này tiểu vận thi nhíu mày ngủ cũng không được tôi lặng lẽ đứng bên cạnh em gái đồng tử thâm thúy như đêm tối tôi biết các em chán cuộc sống hiện tại không còn căn phòng công chúa và búp bê nữa chán nản đến mức chỉ có thể ở trong căn phòng cũ nát ngay cả lấp đầy bụng cũng trở thành hy vọng xa vời nhưng chuyện đã đến nước này thì không thể cứu vãn bây giờ số phận đã đưa các em gái lên sân khấu kịch bản tệ nhất cuộc đời nhưng tôi tin các em gái nhất định là người có thể diễn đến kết thúc hoàn mỹ diệp vận thi trong hôn mê mơ mơ màng màng nghe được có người ở bên tai nàng nói chuyện cô nhíu chặt mày cũng chậm rãi thư giãn đúng lúc đó cảnh sát đến tôi buông tay diệp vận thi đi ra ngoài với cảnh sát và tham gia một cuộc phỏng vấn kết quả đúng như tôi nghĩ mục đích của người đàn ông đó chính là muốn mê hoặc diệp vận thi may là tôi đến kịp lúc nếu không hậu quả sẽ không lường trước được lúc này diệp vận thi trên giường bệnh chậm rãi tỉnh lại có vẻ như có ai đó đang nói chuyện với cô ấy mặc dù không biết đang nói gì nhưng lại cảm thấy thật ấm áp, chẳng lẽ là người chú vừa rồi sao? Diệp Vận Thi định trước, vì vậy, kể từ đó, cô vẫn luôn cho rằng, tôi đã nói với cô ấy rằng nó đầy sức mạnh. Những người tràn đầy hy vọng, đó là người chú đã cố làm cô ấy choáng váng. Hiện trường chương trình, Diệp Vận Thi vô cùng sụp đổ nhìn ký ức hình ảnh. Những gì truyền cảm hứng cho tôi trong cuộc sống này là những gì anh ấy nói. Không thể chọn sân khấu, không thể chọn kịch bản. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải làm tốt kịch bản này, chính vì những lời này Hãy để cô ấy bất cứ khi nào cô ấy sắp rơi vào bóng tối, lại liều mạng dãy dụa ra khỏi bùn. Ma nhà soạn nhạc thiên tài Diệp Vận Tiên cũng có vẻ mặt không thể tin được. Làm sao hắn có thể nói ra những lời chất lý như vậy? Rõ ràng là anh ta làm việc với những người không đứng đắn suốt ngày. Và chưa bao giờ đọc sách. Không thể là hắn. Những người khác trong phòng truyền hình cũng sợ ngây người. Trời ạ, à, lúc này Diệp Vân Thành mới 9 tuổi. 9 tuổi đã biết suy nghĩ cuộc sống như vậy sao? Tôi có một ý tưởng táo bạo nếu anh ấy không phải chịu đựng những biến động. Thành tựu hôm nay nhất định sẽ cao hơn các nữ thần. Mà lúc này Diệp Vận Thi dần dần tỉnh táo lại. Nhưng cô vẫn không tin. Mỗi khi cô đến cảnh tuyệt vọng, nghĩ đến người mà cô ấy nghĩ đến, làm sao có thể là loại người đê tiện vô sỉ này. Nàng bắt đầu phủ nhận nhất định là cảnh tượng này ở trong trí nhớ của cô. Những hình ảnh để lại quá đẹp thành công của mình có liên quan đến hắn. Không đúng đâu. Tất cả những gì có được bây giờ là do cô ấy cố gắng phấn đấu dựa vào chính mình từng bước từng bước bò ra khỏi vũng bùn. Phải, chắc là thế. Đúng vậy. Diệp Vận Thi từ nhỏ đã có thiên phú cường đại đối với Olympic. Đây cũng là vốn liếng mà cô tự hào nhất. Và nhờ vào tài năng này, cô ấy đã làm nên sự nghiệp. Người dẫn chương trình cũng nhân cơ hội này phỏng vấn Diệp Vận Thi. Nữ thần, bạn có thể cho tôi biết điều gì đã khiến bạn say mê Olympic toán học. Dù sao thì cũng bằng tuổi cậu. Rất nhiều trẻ em thậm chí không biết Olympic là gì. Toán học là điều Diệp Vận Thi tự hào, cô ấy rất sẵn lòng chia sẻ nó. Chắc chắn rồi, lúc đó tôi đi ngang qua công viên, nhìn thấy mặt đất vẽ một công thức toán học rất lãng mạn. Tôi nghĩ mọi người cũng đã nghe về công thức này. Địch thập nhĩ ngồi ở 14 thành phố học tập trong xích hệ, hình ảnh ngôi sao lãng mạn nhất. Kể từ đó, tôi rất hứng thú với công thức này, và tôi biết đó là toán học. Trên toán học còn có toán học, Diệp Phận Thi là thiên tài toán học. Kể từ khi cô ấy bắt đầu tham gia kỳ thi Olympic toán học, nhà vô địch chỉ thuộc về cô ấy cô ấy xứng đáng là một vị thần trong lĩnh vực Olympic toán học. Trong tầng hầm lúc này, há to miệng nhiều lần hít thở sâu, đè xuống dạ dày cuồn cuộn tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu đâu. Có lẽ giây tiếp theo cái chết sẽ đến. Xem bản đồ sao đai can trên TV, trên mặt anh không khỏi hiện ra nụ cười ấm áp. Từ nhỏ bạn đã phát hiện ra rằng vận thi rất nhạy cảm với các con số và tôi đã bí mật vẽ tọa độ đai can trong công viên. Từ đó khơi dậy niềm đam mê toán học của Diệp Vận Thi. Sau khi phát hiện ra tài năng toán học bất thường của cô ấy, tôi bắt đầu sử dụng xi măng trong công viên. Hoàn thành những gì đã được dạy cho cô ấy. Diệp Vận Thi lần đầu tiên bị hấp dẫn bởi bản đồ sao đai can. Cho đến khi nhìn rất lâu, mới miễn cưỡng trở về nhà. Cô ấy có trí nhớ tốt, không hiểu con số trên có ý nghĩa gì. Nhưng cô ấy vẫn lấy giấy bút, viết ra phương trình mình học thuộc lòng. Diệp Vân Thành lặng lẽ đi tới bên cạnh em gái. Đưa tay trực tiếp đoạt lấy tờ giấy trước mặt cô. Đây là nhân vật lộn xộn gì vậy? Em có đọc được không? Diệp Vận Thi thở hồn hển nhấc chân, cho dù em không hiểu cũng không cần anh quan tâm. Trả lại đây, không phải là quỷ họa phù, ai cần chứ? Diệp Vận Thi nổi giận, ngươi mới là ma họa phù. Diệp Vân Thành hỏi ngược lại, được rồi, đó không phải là bùa ma, nói cho tôi biết nó là gì. Diệp Vận Thi dừng lại, cô ấy không biết nó là gì. Diệp Vân Thành như là cố ý lại như là vô ý. Em đã vẽ trái tim lộn lộ xộn này, cũng là với cái bùa này sao? Con số lộn lộ xộn triệu hoán ra một trái tim đào. Cười mỉa mai Diệp Vận Thi mặt khác, dường như được khai sáng, phải, đào tâm này có thể tính toán giống như thầy hay không? Đó là kết quả của những con số này. Diệp Vận Thi ôm công thức chạy về phòng. Trái tim đào này chẳng lẽ là đáp án giải ra từ công thức này sao? Thì ra là tính toán lạnh như băng, cũng có thể có biểu đạt lãng mạn như vậy sao? Bắt đầu từ ngày này Diệp Vận Thi liền sinh ra hứng thú nồng đậm đối với toán học, ôm sách giáo khoa toán học của mình xem hết tất cả. Nó giống như một miếng bọt biển, cố gắng hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng làm cho mình mạnh mẽ hơn để bản thân có thể hiểu thêm nhưng đôi khi nỗ lực của một người thường có giới hạn mặc dù diệp phận thi rất cố gắng đọc sách nhưng có rất nhiều thứ cô ấy không hiểu và cô ấy đã chạy tới trường học hỏi giáo viên cô giáo cười nói với cô đây không phải là những điều cô ấy sẽ học ngay bây giờ sau đó không đợi diệp phận thi nói cứ tiếp tục với công việc của mình diệp phận thi thật sự không có cách nào chỉ có thể tự tiêu hóa hôm đó nàng lại đi ngang qua công viên công thức đề can trên mặt đất đã theo mưa to biến mất không thấy mất cô ấy khoe mắt nhìn thấy phấn ướt bên cạnh cây đại thụ diệp vận thi tâm niệm khẽ động nhặt phấn trên mặt đất viết ra một đề toán mà cô ấy không hiểu trong thời gian qua đợi đến ngày hôm sau diệp vận thi lại đi ngang qua công viên cô ấy tinh mắt nhìn thấy chủ đề cô ấy đã viết trên mặt đất trong công viên ngày hôm qua bên cạnh có một câu trả lời rất chi tiết diệp vận thi kinh ngạc chạy tới và cuốn sổ này giống y hệt ngày hôm đó diệp vận thi lấy sách bài tập ra sao chép lại ý tưởng giải đáp này sau khi trở lại trường học cô ấy vùi đầu vào đó để trả lời giải đáp xong liền chạy đi kiểm tra với giáo viên xác minh kết quả có đúng không cũng bắt đầu từ ngày đó vận thi có một bí mật nho nhỏ mỗi khi gặp khó khăn gì tất cả sẽ được viết bằng phấn trong công viên ngày hôm sau tự mình đi xem bên cạnh đều sẽ xuất hiện một bước giải đề chi tiết nhìn vào hình ảnh trên màn hình trên mặt vận thi có thêm vài phần nhu hòa người dẫn chương trình đã xem hồ sơ quốc gia nữ thần vận thi cô đã từng đề cập trong một cuộc phỏng vấn có thể bước vào cuộc nói chuyện nhóm, có hai người cô muốn cảm ơn nhất. Hương Trung một đó là trái tim của những người vô danh trong công viên. Diệp Vận Thi gật đầu, chính là hắn. Ông ấy là người mở ra cánh cửa toán học cho tôi. Dẫn tôi vào thế giới ảo diệu đó, là nữ chủ tịch của một tập đoàn tỷ phú. Mặc dù Diệp Vận Thi có chỉ số IQ vượt trội so với người bình thường. Dù là người thiên tài, không thể được sinh ra với tất cả mọi thứ. Trong khoảng thời gian trống vắng của cô, chính người đàn ông này đã giúp cô cắt bỏ những cái gai trước mặt dẫn dắt cô ấy thưởng thức thành quả chiến thắng. Tôi có thể cảm nhận được, anh ấy như cái bóng ẩn mình trong bóng tối. Mặc dù cô ấy không thể tìm ra, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh tôi chưa từng rời đi. Diệp Vân Thành trong tầng hầm, khóe môi mang theo nụ cười ôn hòa. Ngay từ đầu tôi đã chọn, con đường không ai hiểu. Tôi là cái bóng ẩn mình trong bóng tối. Cái bóng không xứng đáng được biết đến. Cái bóng sẽ bị trà đạp trên mặt đất. Cái bóng được định sẵn để biến mất trong bóng tối. Thật tuyệt vời. Bây giờ tôi có thể là một ví dụ để khích lệ cho những người khác không còn là đứa trẻ chỉ biết khóc nhè nữa. Em gái tôi phải trở nên rực rỡ nhất, bông hoa rực rỡ nhất. Diệp Vận Thi mặc dù dưới sự giúp đỡ của cái bóng, toán học đã đi một chặng đường dài, nhưng rốt cuộc giữa hai người vẫn cách nhau một tầng màng. Nhiều khi đề mục không phải chỉ đưa ra các bước và câu trả lời là được, cần hiểu ý tưởng giải đề thực sự, Diệp Vận Thi lại lâm vào khổ não. Diệp Vân Thành đi qua bên cạnh em, nhìn thấy dáng vẻ cô em gái ôm một quyển sách, đáy mắt hiện lên nụ cười ấm áp nhưng nụ cười này nhanh chóng thu lại. Thay vào đó là khinh thường, cả ngày ôm sách, thật sự cho rằng mình học rất giỏi. Diệp Vận Thi bây giờ rất ghét người này. Cô ấy không muốn nói với tôi, Diệp Vân Thành lại càng muốn tới gần. Sao không nói lời nào, bị tôi nói chúng sao, với IQ của em, cũng chỉ xứng ở chỗ này đọc những sách ngây thơ này. Nếu đó là một cuốn sách đếm rio trong thư viện, hãy chắc chắn rằng em không hiểu bất cứ điều gì. Thi Thi bị chọc giận, tức giận đứng dậy khỏi sofa. Ai nói em không thể đọc, ngực nhỏ của Vận Thi không ngừng phập phồng, gắt gao chừng mắt nhìn tôi, lợi sắp cắn nát rồi. Lúc này vận thi tức giận đột nhiên phản ứng lại. Phải, trong thư viện có rất nhiều kiến thức, chính em không hiểu, chắc chắn sẽ có câu trả lời bên trong. Bắt đầu từ ngày này, Diệp vận thi một lần nữa mở ra một thế giới mới, những kiến thức mà cô ấy không thể học được từ thầy giáo bóng tối đó. Cô ấy có thể tìm thấy câu trả lời trong thư viện này. Diệp vận thi càng lúc càng đói, cơ thể của học sinh tiểu học, rất đặc biệt trong mắt người lớn và học sinh trung học. Một ông già đeo kính gọng vàng, đi tới trước mặt cô ấy. Bạn nhỏ những cuốn sách này bạn có thể đọc hiểu không?" Diệp Vận Thi ngẩng đầu lên khỏi đề toán, người ông già trước mắt nhìn vô cùng hiền lành. Ánh mắt khoan dung như biển cả, Diệp Vận Thi nhu thuận mở miệng nói, "Có những chỗ tôi không hiểu, nhưng không sao, một ngày nào đó tôi sẽ hiểu." Ông già nghe thế, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. "Vậy con có chỗ nào không hiểu, có lẽ ông có thể dạy con." Diệp Vận Thi ánh mắt đột nhiên sáng lên, "Ông, ông sẽ dạy cháu chứ?" Cô cầm quyển sách toán trong tay, "Ông ơi, cháu không hiểu câu này. Bàn tay trắng nõn non nớt của cô chỉ vào một đề toán cấp 2 mới học được. Ông già có chút giật mình nhưng không lập tức trả lời. Mà là chỉ vào các chủ đề khác. Những câu hỏi này cô đều học được. Diệp Phận Thi gật đầu có chút thẹn thùng. Mặc dù đã hiểu, nhưng cô không thể giải được câu hỏi này. Ông già ngạc nhiên. Ông nói với chính mình bằng một giọng chỉ ông có thể nghe thấy. owner hát phát hiện ra hai thiên tài toán học. Không biết nghĩ tới cái gì. Ông đột nhiên mở miệng bạn nhỏ bạn có muốn học toán với tôi không? đừng sợ tôi không phải là người xấu nếu con không tin có thể lên mạng tìm thông tin của tôi số người xem truyền hình trực tiếp ngày càng tăng đây là nơi gắn liền với các trường đại học hàng đầu cả nước nhiều giáo viên cùng xem chương trình này thấy người già xuất hiện các giáo viên đều ngạc nhiên đây không phải là viện trưởng của chúng ta sao tôi đã sớm nghe nói qua nữ thần vận thi hồi nhỏ tôi từng theo hiệu trưởng một thời gian thật không ngờ lại là thật tôi cũng có nghe tin này trưởng khoa rất coi trọng nữ thần vận thi sau đó nghe nói hai người vì một chuyện bất đồng ý kiến thì hoàn toàn náo loạn quả nhiên ông trời không giống chúng ta liền nhẫn nại một nữ giáo viên nói nữ thần vận thi lúc đó mới 6 tuổi lại bắt đầu tự học kiến thức cấp 2 trong cùng một môi trường cô dựa vào cố gắng của mình trở thành tổng giám đốc trăm tỷ thằng anh cận bã đó nhưng không biết ở trong rãnh nước thối nào trước mặt chuột đây ai nói hắn là chuột cống hôi thối một người lớn tuổi nhưng không mất tinh thần thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên tất cả các giáo viên quay sang ăn tối Phát hiện hiệu trưởng tự nhiên đứng ở phía sau bọn họ, hắn trừng mắt nhìn bọn họ, "Các ngươi có biết, chính là con chuột thối Diệp Vân Thành trong miệng các ngươi." Rốt cuộc là một thiên tài như thế nào? Không, thiên tài cũng không đủ để miêu tả hắn, hắn là yêu nghiệt. Yêu nghiệt còn biến thái hơn cả thiên tài, Chu Khải Quang hồi tưởng lại năm đó, cậu bé đó mới 9 tuổi, tính trẻ con trên mặt còn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng ánh sáng của đôi mắt, nhưng kiên định hơn tất cả. Đó là một mặt trời được định sẵn để lên cao chắc chắn sẽ trở thành sự tồn tại được cả thế giới ngưỡng mộ. Nhưng cuối cùng anh ta đã sa ngã, mỗi khi nhớ lại, trái tim Chu Khải Quang đều cảm thấy rất đau. Tôi thật sự rất muốn trực tiếp hỏi Diệp Vân Thành, bạn làm điều đó, có đáng không? Diệp Vận Thi nhìn thấy Chu Khải Quang xuất hiện, trên mặt có kích động cũng có hoài niệm, đúng vậy. Viện trưởng Chu chính là người thứ hai tôi muốn cảm ơn nhất. Thầy giáo bóng tối trong công viên dẫn tôi vào cửa, còn viện trưởng Chu là người đã cho tôi ngao du khắp thế giới. Vậy tại sao sau đó các bạn lại bị phụ tố? người dẫn chương trình bắt đầu nhiều chuyện diệp vận thi lắc đầu thật ra tôi và viện trưởng chu không hề có mâu thuẫn chỉ vì sự khác biệt mà chúng tôi theo đuổi nhưng nói về chuyện này đi tôi thật sự rất tò mò về hai thiên tài mà viện trưởng chu quay về trung sở một trong số đó là nữ thần vận thi vậy người còn lại là ai diệp vận thi cũng tò mò người này rốt cuộc là ai tại sao lại để viện trưởng chu tôn sùng như vậy đã từng trong lúc vô tình nghe được từ trong miệng của cô chàng trai thiên tài đó không lớn hơn tôi bao nhiêu nhưng tài năng toán học vượt xa tôi và mỗi lần viện trưởng chu nói về người đó đều là loại hối hận này như bỏ lỡ cả thế giới trong lòng diệp vận thi kỳ thật là có không phục trong lĩnh vực olympic toán học cô ấy luôn nghĩ mình không ai bằng làm sao còn có người lợi hại hơn cô ấy khán giả xem trực tiếp cũng bị diệp vận thi gợi lên lòng hiếu kỳ nữ thần đã rất lợi hại rồi có ai lợi hại hơn nữ thần người đó là ai vậy cũng không thể là diệp vân thành con chuột đó được một chàng cười lớn trong tiếng nói của đám đông Hình ảnh tiếp tục phát, đó là một ngày nước mưa rửa sạch mọi dơ bẩn trên thế gian. Sau khi cơn mưa tạnh, Diệp Vân Thành xuất hiện trong công viên. Hình ảnh này làm cho người xem truyền hình trực tiếp bối rối, Diệp Vân Thành chạy tới công viên làm gì? Hắn cũng sẽ không phát hiện ra công thức đảo tâm này. Sau đó cô y phá hoại, chắc chắn rồi, hắn sẽ không gặp được nữ thần vận thi. Diệp Vân Thành nhìn công thức không có giải đáp trên mặt đất, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng, đúng như mong đợi từ em gái của mình, mới học toán không lâu, cũng đã có lực lĩnh ngộ như thế anh ấy cười và nhặt phấn từ dưới gốc cây và sau đó bên cạnh từng nét từng nét viết xuống câu trả lời cho câu hỏi này sau khi viết xong liền như không có việc gì rời đi chờ đến ngày hôm sau diệp vận thi liền phát hiện câu hỏi hôm qua cô ấy viết trong vườn bên cạnh đã có ý tưởng giải đề rõ ràng trong trường cao nhất cô giáo đang xem trực tiếp trợn tròn mắt sao có thể như vậy được cái bóng của thầy giáo trong công viên kia lại là diệp vân thành và câu trả lời đầu tiên anh ấy viết có phải chỉ có đại học mới học được không lần đầu tiên trong đầu tôi đột nhiên có một ý nghĩ rất hoang đường không chỉ giáo viên này nghĩ đến các giáo viên khác cũng nghĩ đến bọn họ vô cùng gian nan nuốt một ngụm nước miếng sau đó quay đầu nhìn về phía chu khải quang phía sau trưởng khoa chu người mà ông nói thiên tài yêu học còn cường hãn hơn cả nữ thần diệp vận thi không phải là diệp vân thành chứ trong mắt chu khải quang tràn ngập hồi ức các người đã đúng thiên tài yêu nghiệt kia chính là diệp vân thành đau quá những giáo viên này cảm thấy như bị tát nóng vào mặt 10 phút trước họ còn gọi người ta là rác rưởi. Con chuột hôi thối trốn dưới tầng hầm, Diệp Vân Thành lúc đó mới 9 tuổi. Thế thì ai là rác rưởi và rác rưởi trong phòng thu? Diệp Vận Thi nhìn hình ảnh trong trí nhớ, lại cảm thấy cuộc đời sụp đổ. Sao có thể chứ? Diệp Vân Thành làm sao có thể là bóng dáng lão sư của ta? Cả người cô sắp sụp đổ. Từ đầu đến giờ, mỗi khi cô ấy nghĩ mình đúng, Diệp Vân Thành sẽ chạy ra nói cho cô biết. Tôi không đúng, và trong ấn tượng của cô ấy. Diệp Vân Thành rõ ràng là một người từ đầu đến cuối, kẻ cận bã luôn hút máu họ nhưng hình ảnh trong ký ức lại chiếu đến đây tất cả mọi thứ đã bị phá vỡ diệp vân thành tự hồ cũng không phải là loại người trong trí nhớ của bọn họ không phải như thế chắc chắn không phải như vậy có phải máy móc của các anh có vấn đề diệp vận thi điên cuồng gào thét nghe câu này các chuyên gia tại hiện trường đều đen mặt mặc dù họ cũng là fan của diệp vận thi nhưng chương trình này đó là thành tựu mà họ tự hào nhất ủng hộ fan não tàn của diệp vận thi tự nhiên là không có não đứng ở bên này đúng vậy đây là một cỗ máy trích xuất ký ức ai biết được có vấn đề gì không yêu cầu các chuyên gia đưa ra lời giải thích lúc này lại có một đám khán giả khác đứng ra trước đây nhiều người nổi tiếng đã sử dụng chưa ai từng nghi ngờ về độ chính xác tôi nghĩ đó là vận thi không muốn thừa nhận người khác giỏi hơn mình tổ đạo diễn cũng rất khổ não dù sao thì cũng phải giải quyết thôi vì vậy họ nhanh chóng nghĩ ra một giải pháp tốt nhất đó là mời viện trưởng chu ra mặt xác nhận quá khứ này có thật hay không sớm thôi chu khải quang được tổ làm chương trình mời đến hiện trường nhìn đại mỹ nhân lạnh lùng xinh đẹp trước mặt cười hiền lành vận thi đã lâu không gặp vận thi đứng dậy giọng điệu cũng rất tôn trọng chu khải quang cũng không do dự đi thẳng vào vấn đề nói vì vậy những gì con đã nói trước đó tôi nghe hết rồi thật ra trí nhớ của con không hề sai người thầy bóng tối luôn dạy con chính là diệp vân thành mặc dù phía trước đã có bước đệm nhưng diệp vận thi vẫn không tin thật sự là kết quả này quá mức làm cho người ta khó có thể tiếp nhận giọng chu khải quang mang theo tiếc nuối ta chưa từng thấy yêu nghiệt như diệp vân thành cậu ấy quá thông minh quá thiên tài điều đó khiến tôi không đi theo con đường nghiên cứu khoa học vẫn rất xin lỗi diệp vận thi cảm thấy vô cùng bất hòa thiên tài trong miệng viện trưởng chu lại là diệp vân thành mà nàng cho là phế vật diệp vận thi giống như đang ở trong một giấc mơ chu khải quang đột nhiên trầm giọng hỏi vận thi có biết không trên đời này cũng không có nhiều trùng hợp như vậy đôi khi con nghĩ đó là sự trùng hợp tất cả đều do người khác thiết kế Diệp Vận Thi đối với lời nói của viện trưởng Chu có chút nghi hoặc. Ánh mắt Chu Khải Quang nhìn về phương xa, có lẽ không phải ngẫu nhiên mà tôi gặp con. Ánh mắt Chu Khải Quang thâm thúy, nếu đúng như mình nghĩ, lúc đó Diệp Vân Thành mới 9 tuổi. Suy nghĩ cẩn thận đến mức nào? Mới có thể nghĩ ra thiết kế tinh xảo như vậy. Vận Thi cũng bị lời của viện trưởng Chu làm cho khiếp sợ. Hai người lại nhìn về phía màn hình, muốn tìm câu trả lời từ trên. Lúc này Diệp Vân Thành đang trên đường đến tiệm nét. Nhưng trong đầu cô bây giờ, suy nghĩ không phải là vấn đề kiếm tiền mà là con đường sau này của diệp vận thi nên đi như thế nào mặc dù với tư cách là giáo viên bóng tối dạy thêm cho diệp vận thi nhưng hiệu quả thật sự quá chậm mình phải tìm cách tìm một giáo viên cho em gái mình diệp vân thành hiện tại đang phiền não rốt cuộc chọn ai làm giáo viên của diệp vận thi ngay khi anh ta đang gặp khó khăn cuộc trò chuyện của hai vị khách trong tiệm nét khiến tôi hứng thú này đừng nói nữa mẹ tôi không biết nghe từ đâu phó hiệu trưởng trường đại học cao nhất đến chỗ chúng tôi giảng bài thật sự tìm mọi cách báo danh cho ta, chán thật. Đồng bọn vỗ vai cô, chúng ta là chị em tốt, mẹ tôi cũng đăng ký cho tôi. Nói gì, người ta là tồn tại số một số hai trong giới toán học. Đi nghe bài học của hắn, tuyệt đối có thể cho ta thành tích toán học. Bay lên như một tên lửa, Diệp Vân Thành nghe đến đó hai mắt tỏa sáng. Vì thế giới sự nũng nịu đáng yêu của hắn, từ trong miệng hai người biết được thân phận của vị giáo sư này. Hãy lắng nghe trải nghiệm huyền thoại của người đàn ông này. Ánh mắt Diệp Vân Thành càng ngày càng sáng, thầy giáo tương lai của em gái chính là ông ấy. Sáng hôm sau Diệp Vân Thành tỉnh dậy, đi đến nơi Chu Khải Quang mở lớp. Nếu như trực tiếp xông lên, xin Chu Khải Quang trở thành giáo viên của cô em gái. Đó là chuyện hoang đường, nhưng nếu được sắp xếp cẩn thận, đó không phải là điều bất khả thi. Làm thế nào để dẫn đường? Khán giả đều có suy đoán, sự tò mò giống như một con mèo. Trong khi đó, màn hình vẫn tiếp tục phát, Diệp Vân Thành lén đi theo phía sau Chu Khải Quang. Ghi lại hành trình của anh ấy, Biết rằng anh ấy đi dạo trong công viên nhỏ mỗi ngày, cuối cùng vào buổi tối của tuần thứ tư, Diệp Vân Thành đi tới sân thể dục nhỏ của công viên trước một bước. Hắn cầm phấn viết công thức toán học phức tạp trên mặt đất. Chu Khải Quang lúc này từ xa nhìn thấy một đứa bé. Trên mặt đất viết gì cũng không quan tâm, Diệp Vân Thành biết con cá sắp mắc câu rồi. Giả vờ không biết đứng dậy rời đi, đợi viện trưởng Chu chậm rãi đi qua, nhìn rõ những gì viết trên mặt đất, trong nháy mắt liền không nhúc nhích được. Đây là, chẳng lẽ cái này là đứa bé vừa mới viết trên mặt đất? Lúc này Chu Khải Quang vô cùng kinh ngạc. Thật ra câu trả lời này là ý tưởng, bất cứ học sinh trung học nào cũng có thể viết, nhưng vấn đề là phải biết hình dáng đứa bé lúc nãy, không quá 10 tuổi. Thật là một tài năng toán học khủng khiếp. Hơn nữa Chu Khải Quang tinh mắt phát hiện, ý tưởng ban đầu không phải như vậy, bởi vì có dấu vết mờ nhạt của phấn bị xóa dưới đó. Từ dấu vết này có thể thấy ý tưởng giải đề lúc đầu, có vẻ như chỉ có đại học mới có thể nắm bắt được kiến thức. Đây là một đứa trẻ thiên tài với kiến thức đại học sau khi nhận được kết quả này vô cùng hối hận hối hận sao vừa rồi không đi nhanh một chút cưỡng ép để thiên tài này khuất mắt ngay khi chu khải quang buồn bã diệp vân thành đã về đến nhà thấy diệp Phận thi đang đọc sách nói ra câu đó trong thư viện tân hoa có hàng vạn quyển sách diệp vân thành lúc này mới 9 tuổi mặc dù khuôn mặt vẫn còn non nớt nhưng đã có thể nhìn ra hơi thở đàn ông một mình trong tương lai nếu không nhìn thấy ký ức này tôi có thể nghĩ cậu ấy nói những lời này một cách tình cờ nhưng bây giờ suy nghĩ thật khủng khiếp Diệp Vân Thành đã sớm điều tra ra. Viện trưởng Chu thường xuyên xuất hiện trong thư viện đó. Cho nên mới cố ý nói như vậy sao? Cho nên căn bản không phải là tùy tiện nói. Hắn không cố ý chọc giận nữ thần. Thay vì tiết lộ thông tin cho cô ấy, dẫn dắt nữ thần đi qua, Diệp Vân Thành lúc đó mới 9 tuổi. Tư duy và logic rất tỉ mỉ. Đúng là yêu nghiệt. Diệp Vận Thi sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, hoàn toàn im lặng. Làm sao cô ấy tin được? Tin tưởng Diệp Vân Thành châm chọc lời của nàng, thật ra là có việc khác thậm chí có thể nói là Diệp Vân Thành tỉ mỉ thiết kế. Chính là bởi vì có câu nói này, Diệp Vận Thi mới có thể gặp Chu Khải Quang tuần trước, sau đó trở thành học sinh của viện trưởng Chu. Diệp Vận Thi vẫn luôn tự hào về điều này. Cảm nhận tất cả những điều này đều là nỗ lực của chính cô. Nhưng bây giờ ký ức lại nói cho cô biết, thật ra ngay từ đầu, thành công của cô đều do Diệp Vân Thành thiết kế tỉ mỉ. Sử dụng công thức đai can, tạo hứng thú với toán học, sau đó là châm biếm và hạ thấp, kích thích lòng hiếu thắng của cô ấy. Khi gặp một chủ đề không hiểu, Diệp Vân Thành hóa thành bóng dáng lão sư vì cô giải đáp nghi hoặc, hơn nữa còn ý thức được tiếp tục như vậy. Có một chút trở ngại cho sự phát triển của cô ấy. Tìm kiếm sự thay đổi ngay lập tức, tìm cho cô ấy một giáo viên tốt thích hợp nhất. Tính toán và thiết kế từng bước, Diệp Vân Thành, ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Không chỉ Diệp Vận Thi phát ra nghi hoặc trong lòng, mà ngay cả cho ba cô em gái cũng đang liều mạng hồi tưởng. Thành công trên con đường của riêng bạn cũng có sự hiện diện của hắn. Diệp Vận Thi lúc này cũng không có bốc đồng như trước. Đúng vậy, có lẽ cuộc sống phía trước tôi, anh ấy đã cố gắng giúp tôi. Nhưng cho dù là như vậy, tôi cũng không nghi ngờ hay hạ thấp bản thân. Đôi mắt Diệp Vận Thi vô cùng kiên định, vì những gì tôi đã đạt được. Tôi đã cố gắng để có được nó. Sự dẫn dắt của anh ấy đã đưa tôi vào con đường này. Nhưng nếu đó không phải là nỗ lực và học hỏi của riêng tôi, tôi không thể đi xa như vậy trên con đường này. Câu nói này được nhiều người tán thành, mặc dù Diệp Vân Thành là giúp nữ thần không sai nhưng cuối cùng hay là dựa vào nữ thần tự mình cố gắng để trở thành tổng thống tỷ phú dạy dỗ có công cũng không thể xóa bỏ những sai lầm sau đó của hắn chu khải quang nhìn khán giả bàn luận hắn không hề tức giận chỉ là hắn rốt cuộc vẫn có chút thất vọng mặc dù những thành tựu đạt được không thể tách rời với nỗ lực của cô ấy nhưng cũng không thể phủ nhận diệp vân thành đóng vai trò quyết định trong đó nhưng diệp vận thi lúc này lại phủ quyết toàn bộ có lẽ những năm tháng kinh doanh thăng trầm cuối cùng cô đã đánh mất tấm lòng ban đầu của mình trời lại mưa nữa rồi tầng hầm cũ nát ẩm ướt không khí lạnh lẽo hơn diệp vân thành yếu ớt nằm trên bàn rõ ràng mới ngoài 30 tuổi đây là độ tuổi đàn ông hăng hái nhất thế giới dường như đã hoàn toàn lãng quên anh ấy tôi khẽ kho người hơi khó thở hồn hển tôi chưa thể chết tôi vẫn chưa thấy em gái thứ hai thứ ba và thứ tư tôi vẫn có thể tiếp tục tôi đấm mạnh vào bụng hướng về phía dạ dày hung hăng cảm giác đau dữ dội làm cho đôi mắt sắp nhắm của tôi mở ra lần nữa diệp vận thi hít một hơi thật sâu ánh mắt trở về kiên định, có lẽ nhiều người đã nhìn thấy, cảm thấy Diệp Vân Thành tựa hồ cũng không phải như trước kia tưởng tượng. Một tên rác rưởi, một con quỷ, một tên cặn bã. Nhưng chúng tôi là những người đã trực tiếp trải nghiệm, chúng tôi đã sống với anh ấy hàng chục năm. Tự nhiên biết rõ hắn là người như thế nào. Ánh đèn trắng rực chiếu lên ngũ quan lạnh lùng xinh đẹp của cô, càng lộ ra vẻ lạnh lùng của cô anh ấy chắc chắn không phải là người như trong trí nhớ. Tội ác của hắn không thể tả xiết. Diệp Vận Thi từng chữ rơi xuống đất len keng có tiếng. Có lẽ trước đó, hắn vẫn duy trì một phần lương tâm thuần khiết nhưng anh ấy đã làm em gái tôi mắc chứng tự kỷ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta diệp vận ảnh là một trong bốn người phụ nữ cô ấy có khuôn mặt trong sáng là mối tình đầu trong lòng người hâm mộ điện ảnh toàn cầu mười mấy năm nay diệp vân thành ở chung với chúng tôi đúng là đã có những khoảnh khắc tuyệt vời nhưng tất cả đã biến mất trong dòng sông của năm tháng những vết sẹo mà anh ấy để lại trên bốn chị em của chúng tôi chắc chắn không phải những hình ảnh này có thể làm phẳng được giọng nói của cô ấy rất dịu dàng cũng không lớn tiếng như các chị em. Nhưng đó chỉ là một câu nói hời hợt, mới càng làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Các chị em nói đúng, nỗi đau 10 năm của chúng ta, làm sao có thể xóa được những hình ảnh này? Trừ phi ấn tượng mười mấy năm nay của chúng ta về anh ấy đều là giả. Anh ta cố tình bịa ra tất cả, nhưng làm sao có thể có người có thể diễn mười mấy năm anh ta có ý đồ gì? Nhiều khán giả vốn đã có chút thiên vị Diệp Vân Thành là người tốt, nhưng sau khi nghe những lời này, họ lại kiên định đứng về phía bốn cô gái. Các nữ thần nói đúng, bọn họ cùng Diệp Vân Thành ở chung mười mấy năm. Rõ ràng hơn chúng ta, Diệp Vân Thành là người như thế nào? Không thể bị lừa bởi đoạn trước, Diệp Vân Thành là một tên rác rưởi khốn kiếp. Diệp Vận Thi cầm micro nói năng có khí phách, có một câu hỏi khác mà tôi đã đưa ra trước đó. Chúng tôi được trợ cấp, không cần hắn ra ngoài kiếm tiền. Vậy tiền trợ cấp hàng tháng của chúng tôi đi đâu? Trong mắt Diệp Vận Thi lóe lên ánh sáng kiên định, và sau khi tôi nhớ chuyện này, tôi đã tham gia cuộc thi Olympic và nhận được tiền thưởng cũng bị hắn lấy đi toàn bộ hắn đang giữ số tiền này rốt cuộc đã làm gì